theo dõi tiếp chương trình giới tiếp mục hợp thư truyền hình. Vị khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là anh Võ Minh Sơn, ngụ xã Vĩnh Thịnh, quyền Hòa Bình. Nội dung thư anh cho biết. vừa qua tôi có điều khiển xe máy qua nhà cha mẹ ruột, trên đường đi thì gặp lực lượng công an xã tuần tra, phát hiện tôi không đội mũ bảo hiểm nên xử phạt. Xin hỏi theo pháp luật quy định thì công an xã có thẩm quyền dừng phương tiện giao thông để kiểm tra xử phạt hay không? Xin chào anh Sơn. Về câu hỏi trên của anh, chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ điểm C khoảng 2 điều 33 thông tư 33 trên 2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ thì công an xã, phường, thị trấn được phép dừng xe kiểm tra xử lý vi phạm với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ khi không có cảnh sát giao thông đi cùng. Tuy nhiên, việc tuần tra kiểm soát này phải thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và phải báo cáo tình hình kết quả hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý chi phạm cho cảnh sát giao thông. Công an xã chỉ được tuần tra kiểm soát xử lý chi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn mình quản lý. Khi phát hiện người điều khiển xe vô tô, xe gắn máy, xe máy điện có các hành vi chi phạm pháp luật như không đội mũ bảo hiểm theo quy định, chở quá số người quy định, chở hàng quá còn kênh, dừng đổ xe không đúng quy định, phóng nhanh lạng lách đánh võng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì công an xã được xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy công an xã phường được phép dừng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ để xử lý một số lỗi như vừa nêu trên. Trong quá trình xử lý, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác, công an xã được xử lý theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản chi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt chi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. <laughs> Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của bà Lê Tuyết Ngọc, ngụ phường 2, thành phố Bạc Liêu. Nội dung thư bà Ngọc hỏi như sau. Vừa qua con tôi có cho người bạn mượn chiếc xe gắn máy đi công việc, thế nhưng người này đã tự ý đem chiếc xe của con tôi đi cầm cố cho một người quen khác. Xin hỏi hành vi mượn xe máy của người khác mang đi cầm cố như vậy có vi phạm pháp luật hay không và sẽ bị xử lý ra sao? Bà Ngọc thân mến, theo Điều 195 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, người không phải là chủ sở hữu tài sản, chỉ có quyền định đoạt tài sản theo sự quỹ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật như vậy, việc mượn xe máy của người khác rồi mang đi cầm cố mà không có sự đồng ý của chủ xe là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì hành vi mượn xe người khác mang đi cầm cố có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi chiếc xe có trị giá từ 4 triệu đồng trở lên hoặc là chiếc xe có trị giá dưới 4 triệu đồng nhưng người thực hiện đã từng bị xử phạt chi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về chính tội này mà vẫn tiếp tục vi phạm, hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại. Để lấy lại chiếc xe đã cho bạn mượn, con bà có thể trình báo đến cơ quan công an nơi người mượn xe cư trú để nơi đây, đây xử lý theo quy định của pháp luật. Về lời trao đổi và chúc vụ việc của con bà sẽ có kết quả tốt đẹp. Ông Trần Công Danh, ngụ xã Hưng Thành, huyện Chính Lợi, gửi thư về chương trình thắc mắc. Do mẹ tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên có ủy quyền cho tôi thay mẹ thực hiện một số công việc, trong đó có thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay do tôi bận nhiều việc nên muốn ủy quyền tiếp cho người em thay tôi làm việc này, xin hỏi là người đã được ủy quyền thì có được ủy quyền lại cho người khác nữa hay không? Xin chào ông Danh, ủy quyền được hiểu đó là việc thỏa thuận của các bên với nhau. Theo đó, bên được quỹ quyền sẽ thực hiện một công việc nhân danh bên quỹ quyền. Thời hạn quỹ quyền cũng sẽ do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng quỹ quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày xác lập diệt quỹ quyền. Điều 564 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định về diệt quỹ quyền lại. Cụ thể là bên được quỹ quyền được quỹ quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây. Có sự đồng ý của bên quỹ quyền, do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng quỹ quyền lại thì mục đích xác lập thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người quỹ quyền không thể thực hiện được ngoài ra theo quy định thì việc quỹ quyền lại không được vượt quá phạm vi quỹ quyền ban đầu và hình thức hợp đồng quỹ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức quỹ quyền ban đầu tuy nhiên pháp luật cũng quy định về một số trường hợp không được quỹ quyền lại chẳng hạn như trong vấn đề đăng ký kết hôn ly hôn công chứng di chúc của chính mình gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng. Trên đây là những quy định của pháp luật dân sự về quỹ quyền. Chúng tôi trả lời để ông Danh được rõ. Mến chào ông. Ông Quỳnh Giang Tuấn ngủ ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long có thư hỏi như sau. Gần đây tôi có nghe thông tin là từ năm 2025, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình sẽ ghi đủ thành viên chung quyền sử dụng đất trong sổ đỏ hộ gia đình thay vì chỉ tên chủ hộ như hiện nay. Xin hỏi chương trình là thông tin này có đúng hay không? Ông Tuấn thân mến, theo Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Chứ này ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất và được trao cho người đại diện. Nếu thành viên chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì sẽ được cấp giấy ghi tên đại diện hộ gia đình. Từ năm 2025, nhà nước không cấp đất cho hộ gia đình. Như vậy, quy định ghi đầy đủ tên các thành viên trong hộ gia đình giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ áp dụng với các trường hợp đất của hộ gia đình đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với các sổ đỏ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm Luật đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu sẽ được đổi sang sổ mới, ghi đầy đủ tên thành viên. Đây cũng là một trong những điểm mới của Luật đất đai năm 2024 so với Luật hiện hành. Như vậy, thông tin ông nghe nói là chính xác. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của bà Trương Ngọc Ái ở xã Ninh Quà, huyện Hồng Dân. Nội dung thư bà hỏi. Tôi định mua một mảnh đất của người quen. Tuy nhiên hiện nay chồng tôi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên không thể ký các giấy tờ mua bán đất cùng tôi. Xin hỏi một mình tôi đứng ra mua đất có được hay không hay bắt buộc phải có cả hai vợ chồng cùng ký tên. Kính thưa bà Ái, theo khoảng 1 điều 34 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định đối với tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Ngoài ra, theo khoảng 4 điều 98 luật đất đai 2013 quy định, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng vào giấy trừ khi họ có thỏa thuận ghi tên một người. Như vậy, nếu số tiền bà mua đất là tiền chung của vợ chồng thì khi làm thủ tục cả hai phải ký tên vào hợp đồng. Nếu chồng bà không thể có mặt thì có thể làm văn bản ủy quyền cho bà thực hiện việc này. Trong trường hợp này, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan cấp giấy sẽ ghi tên cả hai vợ chồng vào giấy chứng nhận. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của chị Phạm Thị Phương, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải. Nội dung thư chị trình bày như sau. Tôi và chồng vừa được tòa án xử cho ly hôn. Về hai đứa con chung, tòa xử tôi và chồng mỗi người nuôi một đứa. Này tôi muốn kháng cáo để giành quyền nuôi cả hai đứa con có được hay không. Và thời hạn kháng cáo theo quy định là bao lâu? Chị Phương thân mến, Kháng cáo bản án là việc một trong hai bên hoặc là cả hai bên đều không đồng ý với bản án chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm và có đơn kháng cáo. Như kháng cáo nhằm đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần nội dung bản án mà các bên không đồng ý. Theo Điều 273 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự Quy định, thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết. Nếu đương sự gửi đơn kháng cáo qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận. Như vậy nếu không thống nhất với bản án sơ thẩm ở nội dung nào thì chị có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Trường hợp chị gián mặt tại phiên tòa thì thời hạn 15 ngày sẽ tính từ ngày chị nhận được bản án của tòa án. Quý chị và các bạn thân mến, nội dung trao đổi với chị Phương vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục pháp luật và đời sống tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi mọi ý kiến đóng góp cho chương trình hoặc những thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chung một pháp luật và đời sống đài phát thanh truyền hình bạc liêu hoặc có thể gửi thư điện tử tại địa chỉ pháp luật đời sống TV. xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau